Sấm giảng người đời liên tục đến hồi thứ 10. Nam mô A Di Đà Phật. Trước đèn xem chuyện Tây Minh, thấy đời trần hạ vô tình lắm thay. Ngọc hoàng cầm sổ nơi tay, quyết mà vũ bỏ đời nay hỗn hào. Nam tạo kinh khủng khấu đầu, xin thương trần thế đạo màu truyền ban. Ngọc hoàng nghe nói rất mừng, sai người giá gió qua miền lôi âm. Kế đó Phật tổ Gia Lâm, tâu cùng Ngọc Đế thấp cao tỏ tường. Minh Dương có tới Phật đường, giáo khuyên giới thế trung ương tu trì. Lại kể Di Lặc Bôn Phi, quá xin Thượng Đế cứu thề trung ương. Di Lặc quá tới thiên đường, thiên đình dài rước ngọc đường hỏi qua. Chẳng hay bấy chào ca, dân du ta bà hay có chi đây. Ngọc hoàng mới tỏ lời này, chẳng hay vật dài quá rài làm chi. Di Lặc mới tấu một khi, Minh Dương cầu Phật cứu rài trung ương. Cúi xin Thượng Đế xót thương, xin đừng vũ sổ cõi trần trung ương. Minh Dương như đức đoạn trường, qua tới Phật đường cầu cứu thế gian. Thiên đành nghe nói khó toan, sổ văn chung giấy đã tròn bắt quân. Biểu lo vũ bỏ trần gian, chẳng biết có còn hay vũ sổ đi. Nghe qua Di Lặc sầu bi, thương thai hạ giấy xiết chi ưu sầu. Thiên đình tỏ trước ngọc lầu, từ bi Phật hải qua rài bắt ta muôn. Đặng hỏi bắt đầu tinh quân,
số dân trùng giai có còn ai không? Phật dân giá võ đặng dân, Bắc phương nhâm quý thiên môn bước vào. Bắt đầu dội dạ thinh vào, bạch qua giới Phật tới Âu chuyện gì? Di Lạc mới nói một khi, có lệnh thiên trước ngày rài lội âm. Sai tôi Di Lạc đàn dân qua xem số bộ cõi trần trung ương. Chẳng hề sổ nọ tại đường, hay là đã vũ thời phân tội tường. Bắt đầu bạch lại tỏ tường, cảm thương trần thế nên tôi chưa đành. Nên xin Thượng Đế từ bi, thứ dùng cho kẻ ngu si dưới trần. Thiên đình nghe tâu có nhân, phần thì có Phật Tây Đường cũng xin. Bắt đầu bạch hết chân tình, lời cùng Di Lặc đinh ninh lời này. Xin Phật trở lại lôi âm, nói cho mình để phải răng cõi trần. Trung ương không kể thánh thần, lại thêm rủa chửi nhiều lần bất nhân. Lưỡng thần tư mạng lên chầu, tội dưới dương thấy người tâu muộn phần. Lại thêm tam vị thi thần, cánh thân nhật lệ nạp cúng một lần. Tội dữ thiệt đã vô ngần, xem trong kinh sổ khó phần thứ tha. Rồi tâu nhờ có Thích Ca, vì lòng minh đế mà tha dương trần. Kể từ mẫu ngủ tấn bình, nếu còn thói dữ thác rồi đừng than. Nếu ai ăn ở nghinh ngang, kêu chỉ có nấy đừng than đừng phiền. Kêu phước có phước liền, kêu quả quả tới liền liền đâu sai. Ác nhân tai quả tại gia, làm lành mà Đức Phật mà dựa theo. Nghênh ngang như cột xa kèo,
làm lành hộ có Phật tiên thánh thần. Bấy lâu Phật ở nước Tần, bây giờ Phật lại trở lần về Nam. Chẳng cần chùa miếu đình em, thảo lừa nhân đức có hàng Quan Âm. Chùa am rực rỡ chớ lầm, là nơi danh lợi vực thầm thế gian. Phật trời tiên thánh nào ham, làm cho hao tốn của dân dương trần. Phật trời thương kẻ đức nhân, Phật trời đâu muốn bạc tiền của dân. Thánh thần thương kẻ yếu ân, thương người nhân đức nào cần dịch heo. Thánh xưa cấm chẳng sát sanh, thánh thần nào biểu sát sanh bao giờ. Tại trong thiên hạ ước mơ, kêu rõ ôn dịch, dịch ôn áp vào. Hồi xưa ma quỷ đường trào, bây giờ ma quỷ đường trào khiến say. Bẻo xuống trung giấy hành hài, răng kẻ bạc ác ước mơ sắp tài. Ý quyền chẳng có kể ai, đánh chửi chẳng kể chê bai luân thường. Ngọc hoàng xem thấy thảm thương, sai hàng công nữ xuống nơi vương trần. Người thời gia kẻ bần nhân, người thời điều đó má hồng tốt xinh. Thiện nam xem thấy động tình, tham bề trăng gió bỏ mình dông thân. Tính nở ác đức bất nhân, ấy mình danh lợi bán buôn lành phần. Bất kể già trẻ không cần, ỷ khôn chửi rủa mắng thôi muôn ngàn. Nói mình là chỉ bán hàng, lẽ nào mà lại thua đàn nhà quê. Công nương giả kẻ dại khờ, mua tôm mua cá mua rài trầu cao. Mua gấm mua nhiều sắc màu, của người trả một thử rài
làm sao? Người hiền đâu biết giá nào, phải thời mua bán không thời làm tin. Đứa ông nó chẳng gì tình, ấy khôn hổn mà âu nói mình rằng lanh. Công nương đâu có tương tranh, mới lỗi một lần không chấp làm chi. Để coi nó biết vậy thì bỏ tánh hỗn ẩu làm lành hay không. Thường ngày đi khắp chợ đông, tới đâu coi cũng không ai làm lành. Công nương thấy vậy thêm phiền, muốn trừ hung dữ dưới miền chợ đông. Phố xa đâu cũng đều lầm, bán hàng nhiều đứa ăn nằm chẳng yên. Lâm bệnh thiệt rất chẳng hiền, hàng nam lấy khách ỷ tiền dông thân. Bán hàng thiệt hổn muôn phần, bán dành mua giật thiệt loài cường phu. Thấy vậy cải ác nó tu, huống chi quần tước ngang tàn làm chi. Nhân sanh thiên số nan kỳ, không ai ở đặng ngoài trời mà vô. Chớ nên hung ác hồ đồ, lâm vào khó gỡ như cờ bị dây. Thấy đời tôi lại sầu tay, đêm nằm nước mắt chảy ngay lưng trong. Cảm thương thiên hạ long đông, phải chi ba tấm một lòng như tôi. Như cây khô đã nứt chồi, tu nhân tích đức Phật trời mến thương. Cõi trần ít kẻ hiền lương, cho nên lộn lão âm dương vậy mà. Có tu Phật độ an hòa, lung lăng ma quỷ khảo tra liền liền, làm cho tốn của hao tiền, tàn gia bại sản nào yên thân mình. Khiến cho thiên hạ bất bình, anh em lộn lão sanh linh nào hòa.
tốn heo, tốn vịt, tốn gà. Hết của trong nhà, thiếu nợ người ta. Nói thời thiên hạ ghét ta, vì tình đồ đệ trao ra một bài. Cám thương trần hạ gái trai, ra bài giáo thiện khỏi tai nạn sau. Bây giờ còn giấu chi đây, từ đây riết tới không lâu mà chờ. Binh dần nhiều chỗ bơ vơ, qua năm đinh mão như tơ rối cuồng. Năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi lụy tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thay thế. Mẹo kêu riết tới ai bi, tới gà về ổ dân thì bình an. Thương thay đồ đệ ngồi ngồi, mang lời thế sự không nguôi tấm lòng. Gạn cho hết đột tới trong, thương thay đồ đệ hết lòng chẳng buông. Lửa đồng mà đúc lấy chuông, lửa người hiền đức mà thương lâu dài. Huệ lưu ký tả một bài, diễn ban châu quận hậu lai phán tường. Văn dài lời nói thảm thương, muốn thời hãy đọc, không thời đừng nghe. Giảng kinh không phải thơ dè, nên ngồi đặt đằng không nghe lại cười. Giảng kinh có tiếng không người, chứng có chín mười, không phải mình tôi. Huệ lưu bút ký ta rồi, đặng cho thiên hạ dấu rối để đời. Nam mô tam giáo công đồng, chứng minh độ người dương thế. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi thứ 10 đến đây đã hết. Tiếp theo đến hồi thứ 11, cũng là hồi chót. Nam mô A Di Đà Phật. Tám quân nay sắp hết rồi, Phật trời hối nghị lập đời thượng quân. Truyền rao khắp hết thế gian,
thành tâm tu niệm khỏi cơn hiểm nghèo. Hạ quân nay thể như bèo, nay còn may mất hiểm nghèo thon vong. Lớp thì tật bệnh gầy mòn, lớp thì báo lục nhân dân khốn nạn, lớp đau lớp chết nhộn nhàng, lớp thì ban trái bốn mùa nào ăn. Lớp thời xưa thế đã đoan, lớp kia lớp nọ khổ nàng biết bao. Lớp thời ta quỷ lao sao, suối mưu làm loạn hại dân muôn ngàn. Giả hình giả dạng nào tàn, ai ham quê nguyệt thì mang lấy sầu. Hỗn hào chẳng có khỏi đâu, trời đã mở cửa thả bầu yêu tinh. Thấy đời trần hạ bất bình, chửi rủa chẳng kể thần linh chút nào. Chửi cha mắng mẹ khi chê trời Phật hùng hào lắm thay. Tưởng hình tượng cốt bằng cây, đặt tên kiểu ngạo khổ thay bớ trần. Phật trời tâu mắt tội trần, cho nên cõi thế hành thân làm vậy. Ngọc hoàng trên chính tầng mây, Phật trời ngự chốn phương Tây lôi đà. Thánh thần có thiếu nợ ai, cho nên trần hạ réo kêu hoài hoài. Đại càng nào phải tay sai, cho nên trần hạ réo mà dịch ôn. Ngũ hành sơn đồng chúa ôn, cũng không chọc ghẹo dưới miền trần gian. Thất nương bãi phẩm rõ ràng, dầu cho cửu phẩm thời là cửu cung. Cũng không thiếu nợ dưới trần, cho nên kêu réo chuyện gian non bồng. Quan công châu tướng hai ông, nợ trần trả hết réo kêu là Hưng Bình tài lý bốn người, tham gian của
vậy mà món chi. Cho nên dương thấy réo kêu, lòng vừa ngủ dậy cướp chi của trần. Cho nên kêu réo gian răng, thủy long hà ba không dành ruộng trâu. Trần gian kêu réo nhức đầu, linh thần thố võ phá nào nhà ai. Cho nên kêu réo hoài hoài, năm non bãi núi cũng không thua bài. Cho nên trần hà kêu hoài, réo kêu thì mắt qua tai liền liền. Tôi đây vốn thiệt là điên, Phật trời cho dạy dưới miền trần gian. Đêm nằm giấc ngủ nào an, thương trong lễ thứ mắt đàn yêu ma. Phải chi thiên hạ như ta, thành tâm niệm Phật Di Đà Thích Ca. Tôi không nói chuyện Di Đà, người khôn thì réo các ông các bà. Chửi rủa réo hết gần xa, ông kia bà nó đủ mà ba cung. Phật trời thần thánh đâu dung, mấy đứa hung ác còn dung nổi gì. Người nào niệm Phật từ bi, thần lành theo giữ sợ gì mang tay. Lung lăng hung ác ý tài, thời có thần giữ theo hoài hai bên. Khuyên trong thiên hạ gần xa, phải suy phải xét trẻ già, chớ ương. Tôi đã biết hết tỏ tường, tôi phước ai lẽ không phương nào lầm. Tu hành thì đặng thiện tâm, ác nhân lại mắc cõi âm luân hồi. Tu hành sao sẽ sang vào, tiền căn nhân quả diệu màu không ngơi. Thứ nhất lấy vợ người ta, thứ nhì ác đức sanh ra thú cầm, thứ ba trâu chó làm ăn, thứ tư có chữa phá thai vậy mà. Sanh rồi thác xuống Diêm La, xa vào hắc ám khảo tra
khổ hình. Thứ năm chẳng kể diêm đình, thứ sáu khi về Phật thần thánh tiên, thứ bảy chê trong cửu quyền, thứ tám hiếp đắc người hiền mồ côi. Cho nên mắt đỏ luân hồi, cùng căn mạc kiếp mạc đời chung thân. Thứ chín chửi do mắng dông, đánh đài chửi tơ đắng cay muôn phần. Tuy là nó ở tớ đài, thiên sanh nhân số phải xây luân hồi. Ai ai cũng số ở trời, tiền căn báo hậu dậy thời bớ dân. Lung lăng thời khó muôn phần, nói cho bà tánh dưới trần luận suy. Thứ mười đừng có khinh khi, khó nghèo tàn tật với người cùi đuôi. Thấy ai đổi khó cúc côi, sang giàu hiếp đắc vô hồi chẳng thương. Đừng khoe lớn cột cao rường, bạc muôn lúa dừa chẳng thương dân nghèo. Ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Xúm dày một hồi rất đông, cuồng phong thổi tới gầm trong còn gì. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử xiết chi ưu phiền. Rộng bay sao xuyến nào yên, rắn bò giáp với đảo điên dưỡng trần. Chừng nào có ngựa có lăng, có quỳ có phụng có quân có thần. Năm năm sáu tháng long đông, nhân dân thiên hạ mắt dòng gian nan. Kẻ thời mất vợ khóc than, người thời chồng chết reo vang ôm sờm. Con nít kêu mẹ reo cha, ông bà khóc cháu thiệt là thiết tha. Ông bà tuổi tác đã già, cháu con thơ ấu sớm dời diêm la. Thiếu niên bạc ác vậy
mà, cho nên dần xuống Diêm La hình. Chương trần chẳng kể thiên đình, lưỡng thần tự mạng tấu trình thượng thiên. Ngọc hoàng xây các thần tiên, ứng cỡ răng dài khắp miền trần gian. Xin người dương thế đừng ngang, dương trần ai cũng ở trong lưới trời. Ráng mà tu niệm ở đời, trên thiên dưới địa bốn bên chư thần. Tu cầu chư thánh hộ cùng, nghìn ngàn chẳng kể Phật trời đâu dung. Xem đời thấy việc rất ông, bốn phương tám ứng chính tầng nổ ra. Mười phương ngã quỷ yêu ma, áp vào giết hại người ta dương trần. Trong chiên hò hét gian rân, hết tiền hết của hết thân của trần. Như ai sớm biết ân cần, tu thân tịch đức mười phần thành thơi. Tối nay dưng lạnh Phật trời, ráo cho thiên hạ dưới đời đặng hay. Cuộc đời các việc tỏ bài, giữ lành đâu có nào sai đâu là. Tự lòng trai gái trẻ già, tu hành tai nạn lắm xa nào gần. Hiếu cha trùng chúa sự thân, bất trùng bất hiếu thì thân chẳng toàn. Trai tham dâm dục nào an, gái không tiếc hành lắng loạn tà tơi. Ở cho vẹn vẻ dày thời, trai giữ trung hiếu, gái dình tiếc trinh. Không tu cùng thấu thiền đình, tu mà lan trả Phật trời đâu dung. Thánh thần ghét kẻ bất trung, ghét đứa thật tiếc, ghét loài thất phu. Ghét đứa dối thế rằng tu, ghét lũ làm biến cạo đầu ẩn thân. Dối gian quyền tài của người, đem về ăn uống vui cười nghinh
Nó nói lên cốt Ngọc Hoàng, cốt ông Phật Tổ, cốt bà Quan Âm. Cốt ông hộ Pháp Di Đà, cốt ông Di Lặc, cốt bà Tây Dương. Chuẩn đề Địa Tạng Thập Dương, Huệ Hoàng Yết Đế Thiên Dương, bốn vị lên cốt phục huy thần nông. Mười tám là hán lại ông dân tù, Già Lam Quang Đế Thánh Quân, giới hàng Phật tử dây mà biết cả bao. Lên cốt Bát Tiên Ngũ Hành, lên cốt Bãi Bà Cửu Phẩm Thất Nương. Tôi thấy chi xiết não nồng, Phật Trời Tiên Thánh Thiếu Trần bao nhiêu. Cho nên dối thế hành hình, cây sao gốc mít kéo vào đặt tên. Phật Trời hữu ảnh vô hình, Thánh Thần cũng vậy mới là hoài linh. Trời xanh khắp cả thế gian, xanh nhân, xanh vật, xanh rài, cỏ cây, hoa xanh khắp đông tây, núi non sông biển chỗ này chỗ kia. Tại sanh tam giáo tam quân, lại sanh ba cõi rõ ràng nào sai. Nhất là cõi thượng thiên thai, nhì là trung giai cõi trần dương gian, ba là hạ giai diêm quan, thập dương ngũ vị quảng hàng âm nhân. Diêm dương có tiếng nguyệt đài, người phàm mắt thịt tối tâm nào tường. Sao giảm mà dối thế ngạo đời, lên cốt Phật Trời tội đáng ai chưa. Cạo đầu dối thế nào vừa, vào ở nhà chùa gạt chúng nuôi thân. Hơi nào mà nói chuyện trần, cúi đầu lại Phật lại thần lại tiên. Lại trong thất tổ cửu quyền, lại lên cõi thượng lại miền tiên cung. Lại cõi thập điện Long Vương,
cầu cho cha mẹ cửu quyền tổ tông, cầu cho thánh chúa cửu trùng, cầu cho trai gái rùng rùng tu thân, cầu cho ba tánh còn đông, cầu trai trung yêu hết lòng thiện lương, cầu cho gái giữ tuyết trinh, cầu cho thiên hạ bốn phương thiện từ, khuyên trong lục quốc gia nhu, dặn dần bà tánh ráng tu mà nhờ. Đời này như cá chạy lờ, trên trời dưới đất bốn phương luân hồi, tu cầu trời Phật thánh thần mở ra trống trải vô hồi thành thơi, dương gian ai chống nổi trời cho nên hung dữ nhiều lời khi chê, luân hồi xem thấy nào ghê, làm trâu làm chó nhiều bề thiết tha, làm tôi làm mỏi vậy mà sanh ra trâu ngựa tội ta đền bồi. Tôi thấy thật rất thương ngôi, hội đồng trang thấy thôi hải hùng, ác nhân sự an quyết bồn, chẳng ngại chẳng thảo đâm sai nấu dầu, sát nhân chặt khúc phân tay, dạng dầm hãm hiếp sự nai lăng trì, bội vô gái chẳng kể chồng, a tỳ hắc ám còn trong nỗi gì, chữa quan mà giết hài nhi, xứ tội vậy thì bại sản tán gia, làm con cãi mẹ cãi cha, bội sư phạm chúa nghịch mà đệ huynh, kiếm đau đâm sẽ nát mình, khi dễ thiên đình mắc tội lội ao, chế trong tinh tú ngũ hành, mắt hàng ngũ vị ai xin đặng nào. Tôi đã nguyện giữa Phật trời, cứu kẻ tu niệm cứu người hiền lương, nói cho trai gái đặng tường, tội hành ghê gớm mọi đường nhòm ghê, thôi chớ có nói dông dài, Phật
trời chẳng gì những người tà gian. Nam mô Tam Giáo Bảo Toàn, Tam Quân Tam Phẩm Tam Quan Thánh Thần. Đó người chung giới đức nhân, cúi đầu bái tạ Phật Thần lùi chân. Tạ tự thánh tự tôn sư, tôi xin trở lại thảo lư diễn hành. Thầy ngồi trên đảnh mây xanh, tôi xin đạp sỏi dày xanh giáo dân. Cuối sinh ba tánh đồng tâm, cầu cho ba tánh dưới trần hiền lương. Cầu cho ba tánh bốn phương, vô tai tịnh sự an khương thái bình. Tôi đâu có nể nhọc nhằn, cầu cho ai nấy giữ gìn lời răn. Thân tôi tuyệt tự nhất thân, vô hậu kế đại có bằng ai đâu. Huệ lưu xét hết càng sâu, mực mài bút ký quần châu chớ phiền. Đọc coi đâu có tốn tiền, cổ tích lưu truyền chẳng phải chuyện kim. Bấy lâu phong cảnh giáng niên, bây giờ tới hội lưu truyền gần xa. Huệ lưu lục tự trao ra, cầu cho thiên hạ trẻ già tu thân. Nam mô Tam Giáo chứng minh độ người thiện nghiệp, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật có bốn thần linh, thường thường báo hộ bên mình mộ khang. Niệm Phật tật bệnh tiêu tan, như xương tan tác như hồ nước trong. Niệm Phật thời giữ tấm lòng, lòng đừng trao chát mắt dòng gian nan. Niệm Phật cực lạc thân quang, ta bà khổ não giàu sang mấy hầu. Niệm Phật muôn việc đều thôi, chớ ham siêu niệm luân hồi khốn thay. Niệm Phật thì phải ân cần, thức khuya dậy sớm tay lần hộp châu. Niệm Phật nhớ chữ Bồ Đề, ơn thâm phải trả nghĩa sâu phải đền. Niệm Phật thọ mạng tăng long, cứu quyền
Tổ đặng về Tây Phương. Niệm Phật nhớ chữ từ bi, vàng tham bất bất si si vừa vừa. Niệm Phật nhiều người không ư, những người có tánh thuở xưa tới giờ. Niệm Phật sen nở đợi chờ, cây nào bông nấy bốn mùa tốt tươi. Kể từ phát nguyện Tây Phương, làm bài kệ bái để thường xương ca. Mười phương cõi Phật ta bà, Phật Dương thứ nhất Di Đà lớn thay. Cõi qua cõi Phật cao dài, áo sen chính phẩm độ nay phàm trần. Tôi tin cùng Phật gửi mình, một bề lánh dữ làm lành mà thôi. Phước làm như thế đất bồi, giữ cho lòng vẹn chiều mới không rời. Dặn lòng niệm Phật mấy người, cầu cho thiên hạ bằng nay thái bình. Cầu cho Phật tổ chứng minh, Quan Âm Bồ Tát anh linh dẫn vào. Di Lặc Phật Tổ Nam Tào, Chuẩn Đề Thiên Mẫu Thiên Tào chứng minh. Thiên Thủ Hộ Pháp anh linh, chứng cho đệ tử cầu xin giữa trời. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật vui thú thảnh thơi, buồn sầu giải hết mặt người cười chê. Niệm Phật nhớ chữ bằng đầu, cứu quyền thất tổ đặng về Tây Phương. Niệm Phật Phật độ bảo toàn, lần tay có Phật sao không chịu dò. Niệm Phật chớ khá quán người, dầu ai hung ác ta thì thiện tâm. Niệm Phật nhiều kẻ vô nhân, qua tay thì niệm hết ta dần lại quên. Niệm Phật không tốn đồng tiền, niệm Phật thoát khỏi những điều bi ai. Niệm Phật có Phật Như Lai, bình an yêu quái ẩn hình trong thân. Niệm Phật thì phải bỏ tà,
khỏi nơi tai họa sao dân không do. Niệm Phật Phật độ ân cần, lầm cần quỷ biến có người cứu an. Niệm Phật đừng có trách than, cũng đừng quán giận cừu hờn với ai. Niệm Phật có Phật giảng lai, lầm cơn nạn tám Phật sai cứu mình. Niệm Phật phải sửa tánh tình, ăn ngay ở thẳng chớ tình phàn ngang. Niệm Phật bỏ tính nghinh ngang, tu nhân tích đức Phật sai rước về. Niệm Phật Phật độ nhiều bề, gặp cơn tai họa chớ hề hại thân. Niệm Phật đừng có kể công, dầu lâm tai họa cũng không lụy mình. Niệm Phật thì phải chí tình, ơn cha nghĩa mẹ giữ gìn cân phân. Niệm Phật phải giữ tứ ân, ơn nhà nợ nước sử phân trọn nghề. Niệm Phật tập tánh từ bi, đau vợ nghĩa chồng chớ có nại nhau. Niệm Phật hầm hút cháo rau, thương người tàn tật sáng giàu đừng ham. Niệm Phật đừng muốn tiền ngàn, xa cự má não ai màng làm chi. Niệm Phật tàn tật đừng khi, nữa sao mắt đỏ hơn thì người ta. Niệm Phật bỏ tánh gian tà, cũng đừng ham sắc ham quá làm gì. Niệm Phật đừng có sân si, thấy người mắc nạn khá đi cứu người. Niệm Phật đừng có oán cừu, đừng đem lòng ác hại người chẳng nên. Niệm Phật giữ giả cho bền, ơn thầy nghĩa bạn chớ nên sai lầm. Niệm Phật Phật hiện vào tâm, tâm bành lục tạc dục mình đặng đâu. Niệm Phật bỏ tánh câu mâu, thì sao mới đặng một câu thanh nhàn. Niệm Phật khỏi hết tai nạn, nói cho già trẻ đặng tàn căn nguyên. Niệm Phật Phật độ hiển nhiên, gặp cơn bão loạn đặng yên thân mình. Niệm Phật phải tưởng thần linh,
cũng đừng khinh dễ mà mình lụy thân. Niệm Phật thương hết thế trần, giàu nghèo thì cũng nhân nhân là người. Niệm Phật khổ hải bằng mười, chỉ công gắng đặng thì mình mới nên. Niệm Phật giữ giả cho bền, ơn đền nghĩa trả dưới trên thuận hòa. Niệm Phật Phật chẳng ở xa, chỉ công cầu nguyện Phật mà hiện cho. Niệm Phật thì đặng ấm đo, khỏi nơi đói lạnh mà lo nổi gì. Niệm Phật có Phật dắt đi, coi non coi núi coi thời bồng lai. Niệm Phật Phật cứu hoài hoài, khỏi nơi lao khổ nào ai thấy rài. Niệm Phật tai họa cũng bay, nói cho già trẻ giữ nay mà nhờ. Trẻ già đừng có nghi ngờ, việc đời ngó thấy bây giờ tới đây. Mấy bài khuyên khắp đông tây, nói cho nam nữ đặng ai giữ mình. Nếu ai mà chẳng có tin, rồi sao mang quà chớ tình trách than. Huệ lưu diễn nghĩa mấy hàng, cầu cho già trẻ luận bàn tu thân. Cuộc đời xem thấy hầu gần, có buồn thời đọc tai ương khỏi lầm. Đọc rồi phải niệm ba câu, có biển câu niệm khẩn cầu dưới đây. Nam mô năng cứu khổ cứu nạn cho vạn dân ba tánh Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật.